tên. Chào tất cả mọi người. Hôm nay thì lại là những buổi quay tiếp theo. Đồng hành cùng với Slide thì là Đạt sẽ hướng dẫn mọi người tuổi tập online ở nhà. Đồng hành cùng theo nữa là sẽ có thầy Trưng và cô Yến. Hôm nay thì sẽ hướng dẫn mọi người một chuỗi bài tập liên quan tới phần co, phần bụng. Và sẽ có thầy kết hợp thêm một chút là thăng bằng để mình cân đối lại những cái chuyển động, cân đối lại hơi thở. Và tạm thời mình gác bỏ hết mọi những công việc xung quanh, cùng nhau mình hòa mình vào trên tấm thảm, cùng nhau kết nối. Hỏi mời cái lớp mình bắt đầu không? Mình sẽ ngồi vào tư thế thoải mái, có thể ngồi xếp bằng, hoa sen hoặc bán hoa sen, cứ theo khả năng của mọi người. Hai lưng mình giữ thẳng, mắt nhắm nhẹ lại, hai tay đặt lên gối thủ ấn Chimura. Hãy đưa hơi thở về với trung tâm, đưa hơi thở về với cơ thể của bạn. Hãy loại bỏ hết mọi tạp âm xung quanh, hướng sự tập trung vào phần chóp mũi, cảm nhận hơi thở đang đi vào, đi ra. Cơ bụng ta căng lên, xẹp xuống. Hà lòng vầng trán, xương hàm ta tách nhẹ. Hà lòng đưa bờ vai đến các đầu ngón tay, giữ lưng thẳng. Hãy thật thoải mái và vững chắc, không còn chút phiền muộn nào xung quanh. Trong tâm trí ta giờ chỉ có hơi thở. Hãy quan sát thật sâu vào hơi thở, cảm nhận nó đang luân chuyển ở vùng trung tâm cơ bụng. Hãy nhìn vào chóp mũi. Trong tâm trí ta giờ trống rỗng, chỉ có hơi thở là bạn. Thật thoải mái. Thở hết hơi ra ngoài. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, cơ bụng căng tròn. Thở ra hấp sâu, bụng lại. Hít vào ta mang thật nhiều oxy cho hai lá phổi. Thở ra thật nhẹ nhàng, thoải mái, đẩy hết khí tù hãm ra bên ngoài. Hít vào một hơi thật sâu, cơ bụng căng tròn. Thở ra thật nhẹ nhàng, chậm rãi, gấp đôi nhịp hít vào. Hít vào căng tròn bụng lên tối đa. Thở ra hấp sâu. Hít vào ta mang thật nhiều nguồn năng lượng tích cực. Thở ra thật nhẹ nhàng, thoải mái, buông bỏ hết mọi lo âu. Hít vào, nhận biết ta đang hít vào. Thở ra thật nhẹ nhàng, đặt một nụ cười trên môi. Hít vào, ta cảm nhận luồng không khí thật trong lành và thanh khiết. Thở ra nhẹ nhàng, buông bỏ hết mọi lo âu. Hãy luôn duy trì hơi thở đều đặn. Và hãy luôn ý thức quan sát vào hơi thở. Là một hơi thở có ý thức. Hơi thở thật nhẹ nhàng. Hãy
quan sát vào mọi biến động xung quanh cuộc sống. Hãy luôn mang một suy nghĩ tích cực. Ta chỉ ngồi vững chắc, quan sát mọi biến động và không phán xét. Mọi lớp nhẹ nhàng mở nhẹ mắt, hai tay vươn lên hít vào, đan lại lòng bàn tay mình hướng lên, vươn cằm vươn lồng ngực, kéo căng giãn, nhẹ nhàng nghiêng sang trái thở ra, đẩy mạnh hai lòng bàn tay, lưu ý phần hông mình không nhấc lên, lên hít vào, nghiêng phải thở, lật nhẹ vai trái, mắt nhìn theo vai nhìn lên trần. Lên hít vào, nghiêng trái thở ra, kéo căng, lật vai, lên hít vào, nghiêng phải thở, lên hít vào, trái thở ra, mình không gồng nhiều cơ cổ, giữ lại đây 5 nhịp thở, 5, 4, cảm nhận sự căng giãn của phần lên sườn bên phải. 2, 1, lên hít vào. Phải thở ra, lật vai mắt nhìn lên trần. 5, 4, 3, ấn chắc hông mình xuống. 2, 1, lên hít vào. Thở hai tay vòng xong. Nắm lại, nắm chắc các cườm tay lại, mọi người sẽ nắm chặt. Hít vào mình xoay vai, đồng thời đẩy lồng ngực, kéo tay ra sau. Tay mình sẽ đánh cao lên trên trần, đi hết bên nữa. 5 hơi thở, ép sát hai bả vai ra sau. Hít sâu và chậm nữa, cảm nhận lồng ngực mình đang được mở. Hãy luôn mở và đón nhận nhiều yêu thương hơn nữa. Thở ra gập dài về trước, trán chạm sàn. Hai tay đánh cao hết lên. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở hạ xuống. Hai bài lớp mình duỗi chân về trước. Rung lắc chân. Ngồi giữ lưng thẳng lên, cổ chân xoay tròn, hai xoay ngược lại, hai chân của lớp mình co đạp sàn. Hai tay vươn lên hít vào, vươn dài hết lên, vươn cằm vươn lồng ngực, thở lưng mình gù ra sau, hai tay đưa về trước, đổ lưng, đổ theo khả năng của mọi người, ai phần cơ bụng mình khỏe mình có thể nằm xuống luôn, hơi lên hít vào, cứ đi theo khả năng tay vươn, lưng giữ thẳng, thở hạ xuống, cuộn tròn lưng. Không gồng cổ nhiều. Lên hít vào. Rút hết lưng dài. Thở hạ xong. Cuộn tròn lưng. Cảm ơn có thể gập về ngực. Lên hít vào. Vươn dài. Nhẹ nhàng thở xuống thật chậm theo nhịp đếm thôi. 5. Chậm hơn một chút nữa. 4. Siết chắc phần bụng mình lại. 3, 2, 1, giữ lại đây, giữ ở phần lấp lửng ngựa. 3, hơi, 3, 2, lưu ý không nhấc chân nữa. 1, lên, hít vào, vươn lên.
Vặn sang trái, thở ra, gài trò tay phải mình vào. Mở hết vai trái đã xong. Từ từ mình hạ tay phải, nắm lấy cổ chân. Mọi người ai chưa hạ được thì mọi người cứ gài vào thôi, được rồi. Giữ lại. Năm. Xoay hết biên độ cổ. Bốn. Ba. Hai. Một. Mũi chân trái mọi người nhấc lên. Tay phải mình hạ nắm. Có thể đặt ra ngoài nắm được không? Rồi từ mình duỗi chân, duỗi thẳng chân. Duỗi thẳng. Lồng ngực sẽ vươn lên, ưu tiên lưng thẳng không bị gù. Từ từ tay trái quạt. Mở hết tay trái ra xong. Lưng mình sẽ đổ ra xong. Đổ. Đổ khi nào chân phải mình nhấc được lên khỏi sàn nó. Nhấc lên. Nhấc. Giữ lại. Duỗi thẳng. Đẩy lồng ngực, mắt nhìn theo vai trái. Giữ lại năm hơi thở. Năm. Quạt hết tay ra sau luôn. Bốn. Ba. Luôn ý thức đẩy lồng ngực lên. Hai. Một. Hơi thở hạ chân. Hai tay lên, hít vào. Thở vặn phải, gài trở tay trái. Tay chống xong. Hạ tay nắm cổ chân. Lưng vươn. Mắt nhìn theo vai phải. Năm. Bốn. Hai đầu gối lúc này sẽ đẩy sang bên phải. Ba. Cân đối nó lại. Hai. Một. Hướng mũi chân phải. Tay trái nắm má ngoài. Hơi nhẹ nhàng duỗi thẳng. Mình có thể nhấc chân trái trước cũng được. Hoặc là nhấc tay. Tùy mọi người cảm thấy nào dễ mình sẽ làm trước. Rồi tay phải đưa lên. Mắt nhìn theo tay. Năm. Nhấc chân lên luôn nếu được. Bốn. Vươn lưng. Ba. Xoay hết cổ. Hai. Một. Rồi hạ xuống. Hai tay vươn lên. Hít. Vươn dài. Nhẹ nhàng thở đổ ra xong. Đồng thời mũi chân nhấc. Đưa hai chân thẳng lên. Tư thế con thuyền. Giữ lại đây. Nâng lồng ngực. Mũi chân mọi người sẽ đạp. Đạp thẳng về trước. Năm. Bốn. Nâng lồng ngực lên chút nữa. Ba. Hai. Một. Một lần nữa là hít vào này. Thở hai đầu gối mình kéo về lồng ngực. Kéo sát vào. Hai tay mình sẽ đẩy về trước. Co gối ôm hết vào lồng ngực. Ba hơi thôi. Hai. Kéo vô nữa. Một. Rồi hạ chân xuống. Bắt chéo. Hai tay đặt về trước. Về tư thế em bé. Trượt dài lưng. Nhẹ nhàng hít vào cuộn tròn lưng. Cuộn tròn. Xô người về trước. Về tư thế cái bàn. Hai chân mình ký lên. Xe căng bàn tay. Ấn mạnh mũi chân. Hít vào nâng nhẹ hai đầu gối. Mình chỉ cách sàn khoảng 5cm thôi. Vẫn luôn có một xu hướng là đầu gối mình hướng về cổ tay. Hở hạ xuống. Hít lên. Giữ lại. Ba. Hai. Một. Hở hạ xuống. Một lần nữa lên, hít vào. Giữ. Lần này mình sẽ kết hợp với vai. Mình tập cái vai mình rút lên, rút xuống. Khi hít vào mọi người sẽ rút hết hai vai lên cao. Rút lên. Thở thay tay vẫn thẳng. Hạ lồng ngực xuống dưới. Ấn lồng ngực xuống. Kéo hai bờ vai ép vào. Hít hai lên. Thở hạ vai. Hít ba. Một lần nữa thở hạ xuống. Lên hít vào. Giữ ba hơi. Ba.
rút vai lên nữa. Hai, một, thở lùi về, chéo mặt duỗi mình, chắp hông mình đưa cao, siết chắc đùi, hít vào nhón cao hai gót chân. Mọi người lưu ý chân mình sẽ tách rộng bằng với hông, khoảng cách chân một bàn chân. Nghiêng hai gót chân sang phải, hở ra, vặn xoắn phần eo mình, ấn chắc tay xuống, lên hít vào, nghiêng trái thở ra, thả hai gót chân sang ngang. Lưu ý là ấn hết gót chân xuống luôn, lên hít vào, nghiêng phải thở, lôi lôi ý thức lấy tay lực tay đẩy đẩy chắp hông lên trần, giữ lại đây. 3 2 vẫn giữ nguyên chân, một từ từ mình xô người về trước, xô người về trước, tay trái quạt lên hít vào, tấm ván nghiêng, mắt nhìn theo vai trái, bom rút vai lên nữa, lưu ý vai trái mà không vai phải không bị sụi xuống là rút lên. 2 1 thở hạ xuống, về chấu hoàn trở lại, hai gót chân lên hít vào, nghiêng sang trái thở ra, từ từ xô người về trước, vai không đi qua khỏi cổ tay, tay phải lên hít vào, tầm ván nghiêng, rút vai trái, mắt nhìn lên trần đó. 3 2 đẩy hông lên một chút nữa, 1 thở hạ xuống, về chấu mặt duỗi mình, đưa cao chắp hông lên, nhẹ nhàng xô người về trước, hạ hai đầu gối, tư thế cái bàn trở lại, ký hai mũi chân sau, hít vào nhấc nhẹ hai đầu gối, hạ hai gót chân sang bên phải, đồng thời tay trái mình sẽ quạt lên hít vào, mắt nhìn theo vai trái, siết phần cơ bụng rút vai, chân phải lần này ha, ai muốn thử thách mình sẽ đưa chân phải chạm lấy trỏ tay trái, dùng bụng giữ lại. 3 rút vai lên nữa, 2 1 thở hạ xuống, tiếp tục nhấc gối lên hít vào, hạ hai gót chân sang trái thở ra, tay phải đồng thời quạt lên, mắt nhìn theo tay phải, từ từ chân trái co lên chạm với trỏ tay phải. Nếu ai muốn thử thách siết cơ bụng. 3 2 1 hơi thở hạ xuống, lùi về chấu mặt giữa mình, đưa cao chắp hông lên, chân phải bước lên bằng hai tay, đồng thời rút chân trái, đứng gập người xuống, thả rơi đỉnh đầu, lưng mình trượt dài ra. 3 hơi thở nữa, không còn lực nhiều vào phần cổ, thả lỏng. 2 1 hít vào, hai tay vươn lên, vươn dài lên, đồng thời mình đan lại, lòng bàn tay hướng lên, vươn thẳng lên, lòng bàn tay hướng lên trần, nhón cao gác chân, nhón cao, khi nhón lên mọi người sẽ siết phần đùi trước, vươn rút hết lên nữa. 3 2 1 thở gập xuống, đỉnh đầu chúc sàn, gập sát xuống, nhón cái đầu ngón tay, hít vào vươn dài người về trước, chân mọi người sẽ tách rộng bằng với hông, từ từ tay trái mình đưa thẳng lên, tiếp tục
tay phải đường song song với sàn, ngang với tay. Đầu gối của người sẽ nương nhẹ lại. Dùng bụng giữ chắc. 5. Lưu ý mình không võng lưng. 4. 3. 2. 1. Hờ gập xuống. Gập sát. Chân phải. Hít bước dài ra sau. Siết chắc đùi. Hai tay vươn lên hít vào. Vươn dài càng tốt, sống lưng lên. Vươn về trước một góc 45 độ. 45. Tay ngang với tay. Từ từ hạ gót chân xong. Lật hông mình lên. Xoay hết người lật lên trần. Tiếp tục vẫn giữ tay đó. 3. Ai mỏi quá mình sẽ hạ tay trái. 2. 1. Tay trái hạ xuống đặt cạnh với chân trái. Tay phải quạt lên mở hết vai. Mắt nhìn theo vai phải. 3. 2. 1. Hạ tay xuống. Dựng gót chân sau lên, thẳng chân trước. Gập người xuống tư thế kim tự tháp. Hai chân mọi người lưu ý thẳng. Trượt dài lưng một lần. Xô người về trước. Rút chân về sau, tầm ván. Người trên mặt phẳng. Chân phải từ từ mình nhấc lên song song với sàn. Đạp mạnh gót ra sau. Giữ nguyên tâm ván thôi không? Từ từ vững chân phải, thở con, chạm vào trò tay, chạm bụng, duỗi mũi chân lên, duỗi thẳng ra hít vào, thở chạm trò, duỗi mũi chân, duỗi mũi chân, một lần nữa, duỗi ra hít vào, thở chạm trò. Mà mình sẽ giữ lại đây. Ba hơi thở sâu thôi. Rút vai mình lên đó. Bụng siết lại. Hai. Cố gắng đưa lên trên bắp tay luôn không? Một. Hơi thở hạ xuống. Hạ lồng ngực cằm chạm sàn. Hết lướt rắn hổ mang vươn lên. Vươn lồng ngực. Hai trò tay mình sẽ chùm xuống, kéo trì vai xuống sàn. Thở lùi xong. Về chỗ hoạt dựng. Đưa cao chóp hông. Chân phải hít đá cao, giữ thẳng chân. Thở bước lên bằng hai tay. Bước thật chậm nữa, thật chậm hơn nữa. Đặt lên. Hai tay mình đặt về trước. Đặt về trước một bàn tay à. Một bàn tay đặt về trước. Từ từ rút chân trái lên. Người song song với sàn. Duỗi thẳng chân lên. Hít sâu. Thở co gối trái. Chạm vào trỏ tay trái. Chạm vào bắp tay. Được thì đưa lên tới. Chạm lên tới nách luôn. Hít vào vươn. Thở co chạm vô. Bụng tròn hết lưng lên. Cố gắng chạm bụng bắp tay hoặc là trên phần nách luôn. Hít ba vươn. Dài chân dài lưng. Thở co chạm bụng. Bụng tròn hết lưng. Đấy, giữ lại. Ba. Rút cao gối một lên nữa. Hai. Bụng tròn hết lưng lên. Một. Hạ chân xuống bằng với chân phải. Gập người xuống. Hạ rơi đỉnh đầu. Hít vào hai tay vươn lên. Có thể vươn ngang sang hoặc vươn thẳng về trước. Thở hai tay vòng ra xong. Mình sẽ đỡ đến phần trên, phần hông.
con cái hướng vào trong, kèm hai trở tay sai vai. Hít vào, lồng ngực vươn lên trước, phần xương cụt cuộn lại, đẩy nhẹ phần hông người trước ngã xong. Quá ngả theo, kiểm soát phần lưng người. Ba, luôn luôn đẩy lồng ngực. Hai, vươn lồng ngực lên. Một, gập dài về trước, thở ra, tay đặt cạnh với chân. Hai tay mình sẽ ôm lấy gót chân, thả rơi đỉnh đầu xuống. Hít thở xong. Chân trái hít bước dài ra sau. Hai tay vươn lên. Vững chắc chân mình không vươn lên. Vươn về trước một góc 45 độ. Phần hông mình sẽ nhấc nhẹ lên. Ống quyền chân trước sẽ vuông góc với sàn. Ba, gót chân tiếp tục đạp mạnh. Hai, một, hạ gót chân sau, giữ nguyên, lật hông lên. Người tiếp tục vươn. Ba, cố gắng lật hông trái mình lên. Hai, một, hồi hạ tay phải xuống chân phải. Tay trái mở lên, mắt nhìn theo tay trái. Ba, hơi thở sâu, xoay lại vai trái. Hai, không quên đùi trái vẫn luôn luôn siết vào. Một, thẳng đầu gối, gập người xuống, kìm tự tháp, gót chân sau sẽ dựng lên. Gập sát, ép sát, lồng ngực cùng vô. Hít thở thật sâu. Ba, hai, một, xô người về trước, rút chân phải về sau tầm ván, người trên mặt phẳng, lưng dũng thẳng, cột nhẹ xương cột, giữ nguyên thế, chân trái và người nhấc lên, song song với sàn, đạp mạnh gót ở sau, thở co gối, chạm vào bắp tay trái, bước phải lên, hít dưới rồi, thở chạm trái, cao cao hơn nữa, hít dưới, đạp mạnh gót, thở chạm bụng, cao lên nữa, giữ, ba, cố gắng siết bụng căng lên một chút nữa. Hai, hít thật sâu, cao hơn nữa. Một, thở xuống tầm ván, nhẹ nhàng hạ lồng ngực gối cầm chạm sàn, hạ sát xuống, xoay vai hít vào lướt lên, rắn hổ mạng, nhẹ nhàng thở lùi xong, về chấm nào. Còn ấn gót chân lưu cao chấm hồng. Chân trái nhẹ nhàng đá cao lên, úp hồng, co gối, thở ra bước thật chậm lên bằng hai tay, bước cái đâu mình co gối siết bụng từ đó. Hai tay vươn lên, ấn chắc chân xuống, vươn dài hết này, thở vươn người về trước, đặt hai tay về trước một bàn chân, bấm bắt đầu ấn tay, vai mắt nhìn lên trần, thở hết hơi, nghiêng sang trái, mình sẽ rút lên rồi bắt đầu nghiêng, ba, siết chắc hai chân rồi, hai, đầu gối phải mình sẽ hơi đẩy về đầu thảm. Một, hồi lên, hít vào, chiến binh hai, hạ trò tay phải, kéo tay trái mình qua, từ tay xuống dưới gót chân là một đường thẳng, phần vai phải lưu ý mình sẽ rút lên, ba, hai, một, tay phải hạ xuống dưới, hạ thấp vai xuống, vòng qua chân phải, hai tay vòng sau nắm,
nắm lấy cổ tay trái, mình sẽ lật vai lên. Chị nào mình chưa được mình sẽ có khăn, lấy khăn nắm, lật vai lên. Mỗi hôm mình sẽ luồn tay vô chút. Ba, mạnh mẽ chân mình hơn nữa. Hai, lật vai lên, lật lên một chút nữa. Một, hồi tách tay, lật cạnh với chân, dựng gót chân sau lên, kim tự tháp gập xuống, thẳng chân. Ba, hai, trượt dài lưng hơn chút nữa. Một, hỏi rút chân về sau tầm ván, người trên mặt phẳng. Thở hạ gối, lồng ngực cằm chạm sàn, hạ sát xuống. Hít vào xoay vai, lướt rắn hổ mang vươn, nâng lồng ngực và thở lùi xong, chéo mặt giữ mình. Chân trái đá cao lên, hít vào, thẳng chân, giữ những chân úp hông lại, siết chắc. Thở bước lên bằng hai tay, bước lên bằng hai tay, mọi người sẽ đưa ra sau, mỗi tay sang ngang hoặc ra sau. Chân phải đổ về trước, co chân phải lên, rút giữ về trước, giữ thẳng. Hai tay mọi người chống sang ngang đi ha, cho dễ hơn. Nhấc lòng bàn tay lên, chân phải hít vào, nâng lên, ép lồng ngực vào chân. Thở hạ xuống, hít hai lên, ép sát vào, thở hạ, hít ba, chân vẫn thẳng không, ép, thở hạ, hít bốn, siết, lần này siết bụng chứ không siết cơ mặt ha, cơ mặt lúc nào mới thả lỏng, giữ lại đây, ba, hai, vẫn nở nhẹ một nụ cười, duỗi mũi chân, một, thở hạ, rồi hạ hông xuống luôn. Hai tay vươn lên, hít vào, thở ra, ôm hết chân phải, sát xuống, mũi chân mình kéo ngược về đầu, phần cổ thả lỏng, hít vào vươn hai tay, đồng thời mở đầu gối trái sang ngang, thở, tay trái chống hết xong, đẩy hông lên, tay phải quạt, uốn cong hết lưng, rút vai trái lên, thả rơi đỉnh đầu. Các đầu tay mọi người sẽ bấm xuống. Hai, rút vai lên nữa, bụng hóp lại. Một, thở hạ xuống. Hai tay vươn lên, hít vào, đồng thời đầu gối trái hướng lên. Thở, hai tay mình sẽ chống ngang với hông, ấn tay nhấc mông lên, đẩy người về trước, ấn bàn chân phải xuống, ngồi lên gót chân trái, hai tay chống ngay trước ngón chân trái, rồi rút chân phải ra sau, song song với sàn, vươn dài lưng mình rồi, hông úp lại, chân phải mọi người sẽ đưa chéo sang mép thảm bên trái. Ấn cái phần hóa ngoài của bàn chân, tay phải đặt ngang với chân trái, mũi tay sẽ hướng sang bên phải. Rồi, hạ phần hông xuống, quạt tay trái lên, từ từ dùng lực chân trái sẽ đẩy hông, rút vai, tay quạt lên chân, bom, xoay cổ theo vai. Hai, một, tay trái mình đỡ lấy đầu, trò tay mở lên, chân phải rút co chạm vào trò tay phải một lần nữa thôi, giữ lại, duỗi mũi chân ra. Ba, váng chạm lên phần trên bắp tay hoặc tới nách luôn.
time. Một, rồi hạ chân phải và chân trái, rồi đứng gập người xuống, thả rơi đỉnh đầu. Ba, hai, một, nhẹ nhàng hạ hông xuống, hạ mông, rồi mời đất ngồi xuống, rồi hai chân duỗi về trước. Không lắc. Nãy giờ có ai bỏ cuộc không? Cố gắng không bỏ cuộc ha. Đứng ngồi coi thầy tập là được. Chút ra đọc bình luận là biết ngay mà. Rồi xoay tròn cổ chân lên ạ. Rồi từ hai tay ha, mọi người đặt ra sau này. Từ hạ nhẹ trò tay xuống, hạ nhẹ. Mọi người kéo trò tay ra sau, cảm thấy mình thoải mái nhất. Ấn lòng bàn tay xuống. Hai vai mình sẽ nhấc lên, hai mũi chân mình duỗi ra, kẹp sát vô, hai chân hít vào nâng, nâng cao, được thì mọi người ép sát vào bụng luôn, ép sát vào bụng, thở nhẹ nhàng hạ xuống thật chậm, cố gắng không chạm sàn, dùng cơ bụng giữ lại, hít hai lên, cố gắng ép sát. Được thì chán chạm vào lồng ngực luôn. Sợ chán chạm vào gối. Thở hạ xuống. Chậm. Lên hít vào. Duỗi mũi chân sát vùng. Cảm nhận phần thắt lưng được ấn nhiều xuống sàn. Thở hạ xuống. Chân luôn thẳng. Lên hít vào. Hết vùng. Hàng chân ấn lồng ngực lên, thở hạ sớm thật chậm rồi, chậm hơn chút nữa, một lần nữa, lên hít vào, rồi, ép bụng, ép, cảm nhận phần cơ bụng mình đang nóng lên, 5, 4, sâu thêm chút nữa, 3, 2, vẫn không rớt là 1, thở hạ xuống chậm này theo nhịp đếm này, 6, 5, dưới mũi chân, 4, 3, 2, lấp lửng thôi ạ, 1, một lần nữa giữ lại, 3, 2, 1, rồi co chân mình đạp sàn, hạ xuống. Gót chân chạm lấy được ngón tay, hai tay sẽ đặt lên trên đùi, mình sẽ đặt hờ lên đùi là không có lực, không có nắm lại ạ. Hít vào mình sẽ nâng đầu với lồng ngực, trượt tay lên chạm lấy gối, chạm, mới đầu mình chỉ cần chạm thôi em, thở hạ xuống, hít hai lên, ai được thì mình nâng hẳn lên luôn. Thở hạ xuống. Hít ba lên. Chạm lên gối. Thở hạ. Hai lần nữa. Hít bốn lên. Chạm lên. Cố gắng không bỏ. Thở hạ xuống. Một lần nữa lên. Hít vào. Hết biên độ. Giữ lại. 5, không gồng cổ nhiều, 4, 3, lên chút nữa, không nắm vào gối, 2, 1, hơi thở hạ xuống, hai tay ôm đầu gối, lưng chạm lên xuống,
thả lỏng bụng ra, lưng cuộn tròn lên. Chân mình vẫn co, nằm xuống, lăn nhẹ qua lại, lăn nhẹ thôi ạ, cảm nhận từng đốt sống lưng được massage dưới sàn. Hai tay mình sẽ đưa ra ngang, chân vẫn co lại, hạ hai đầu gối sang trái, mắt nhìn sang phải, hạ sang phải, mắt nhìn sang trái. Rồi sang trái. Mắt nhìn sang phải. Nhấc chân lên luôn chừng. Hai chân kẹp vào. Sang phải, mắt nhìn sang trái. Đúng rồi. Quang ấn vai mình xuống. Một lần nữa sang trái. Mắt nhìn sang phải. Hai đầu gối mọi người sẽ không chạm xuống sàn. Hai bàn chân mình kẹp vô. Kẹp sát chân với đầu gối vô. Chân với đầu gối chạm vào luôn, chạm hai đầu gối vào trước. Rồi. Từ từ hai chân mọi người duỗi thẳng ra này, duỗi sang bên trái. Đúng rồi, không chạm xuống sàn, nó ấn vai, dùng lực ở tay trái này ấn xuống. Mắt nhìn sang phải, nằm duỗi thẳng chân ra luôn. Đúng rồi. 4. Tưởng tượng lòng bàn chân mình đang đạp sang bên tay trái. 3, ấn vai xuống. 2, úp lòng bàn tay xuống. 1, hồi đổi bên. Hạ hai chân co lại. Co lại đã. Hạ sang bên phải. Mắt nhìn sang trái. Hai đầu gối chân với mình chạm bụng. Từ từ duỗi thẳng. Thẳng không chạm sàn. Lòng bàn chân mọi người sẽ đạp ra. Tưởng tượng mình đang đạp vào tường. Mũi chân hướng về đầu. 5, tay bên phải ấn xuống, úp lòng bàn tay lại. 4, 3, 2, 1, hồi về lại chính diện. Nhẹ nhàng hạ chân xuống. Hai tay mình buông dọc theo thân. Lòng bàn tay hướng lên trần, hai chân tách rộng bằng mép thảm, mắt nhắm nhẹ lại, thật thoải mái và thư giãn. Mọi người tập ở nhà thì mình có thể thư giãn sâu hơn, lâu hơn chút nữa, từ 5 đến 10 phút. Quan sát thật sâu, cảm nhận từng đốt sống lưng được trải dài trên thảm. Quan sát thật sâu vào hơi thở. Hãy đưa hơi thở làm mềm cơ thể và xoa dịu tâm hồn bạn. Khuôn mặt ta thả lỏng, không còn sự co cứng. Từ bờ vai đến các đầu ngón tay, ta được thư giãn, không chống lại lực hút của trái đất. Các đốt sống lưng được trải dài trên thảm, phần thắt lưng được ấn nhiều hơn xuống. Ta thư giãn từ phần hông đến các đầu ngón chân, thật tĩnh lặng.
chân tay run lắc, hai chân khép sát, hai tay đan vươn qua khỏi đầu. Hít vào một hơi thật sâu, kéo căng, duỗi căng đầy lồng ngực. Thở hả. Hai chân co lại, hai tay ôm đầu gối, cuộn tròn hết lưng lên một lần nữa. Cuộn tròn lưng, chán chạm lấy gối luôn. Rồi mình lăn lên xuống, lăn tròn lên xuống. Rồi mình lăn ngồi dậy luôn. Ngồi dậy. Rồi mình ngồi và thật thoải mái. Hai tay vươn lên, hít vào. Chắp lại. Hờ, hai tay đưa kéo xuống chắp trước ngực. Namaste. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại.